Trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thì tài chính ngân hàng là một trong các lĩnh vực được nhấn mạnh là cần ưu tiên thực hiện. Trên thực tế, 2 năm qua chuyển đổi số lĩnh vực ngân hàng đã diễn ra nhanh do nhiều yếu tố chủ quan, khách quan tác động. Xoay quanh vấn đề này, phóng viên truyền hình Vĩnh Long có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, trưởng bộ môn thị trường tài chính, Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh. Thưa tiến sĩ, ngân hàng được nhận định là lĩnh vực hội tụ đầy đủ các yếu tố để tiên phong thực hiện quá trình chuyển đổi số. Theo tiến sĩ thì trong thời gian qua, các cái nhân tố nào đã tác động mạnh mẽ cũng như là trực tiếp đến quá trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng ạ? Trong thời gian qua thì có 2 nhân tố chính tác động đến cái việc mà cái tốc độ chuyển đổi số của ngân hàng. Thứ nhất là cái xu hướng của cách mạng công nghiệp 4.0 trên nền thế giới thì nó tạo ra một cái áp lực rất là lớn đối với lại cái việc mà chuyển đổi số của toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam. Và ngành ngân hàng là một trong những cái ngành đầu tạo của nền kinh tế, nên là ngân hàng sẽ thay đổi và chuyển đổi số cho phù hợp với lại cái xu thế phát triển của nền kinh tế thế giới. Và cái yếu tố thứ hai thì như chúng ta biết là trong 2 năm dịch vừa qua, chúng ta thấy là khi mà dịch bệnh xảy ra thì người dân không thể mà đến ngân hàng để mà thực hiện các giao dịch được, và đa số các giao dịch đều thực hiện online. Và chính vì thế thì các ngân hàng để mà đảm bảo được cái hoạt động bình thường và cung cấp được dịch vụ cho người dân thì họ buộc lòng là phải chuyển đổi số. Và điều này vô tình thì giúp cho cái tốc độ chuyển đổi số của ngành ngân hàng thì nó diễn ra nhanh hơn so với dự kiến. Như tiến sĩ vừa chia sẻ thì tốc độ chuyển đổi số của ngành ngân hàng hiện nay đã diễn ra nhanh hơn dự kiến bởi một số các tác động. Như vậy thì theo nhận định của tiến sĩ, những kết quả chuyển đổi số nổi bật nào thuộc ngành ngân hàng hiện nay ạ? Hiện nay thì đa số các ngân hàng là đều đã phát triển cái mảng đó là Digital Banking và phát triển cái app riêng cho mình. Và nhờ vào như vậy thì chúng ta thấy là cái việc mà những cái thanh toán và những cái giao dịch của người dân thì nó diễn ra nhanh chóng và tiện lợi hơn. Và cái thứ hai nữa là cái tín dụng. Thì tín dụng hiện nay các ngân hàng họ cũng đã sử dụng các công nghệ về eKYC để mà định danh khách hàng, cũng như là sử dụng các công nghệ về Big Data để mà đưa vào trong cái việc là chấm điểm tín nhiệm của khách hàng. Và từ đó thì sẽ giúp cho cái việc là đánh giá về cái khả năng trả nợ của khách hàng nó được tốt hơn. Thưa tiến sĩ, trong quá trình chuyển đổi số quốc gia nói chung cũng như là chuyển đổi số thuộc lĩnh vực ngân hàng nói riêng thì người dân luôn được xem là chủ thể, là mục tiêu, là trung tâm cũng như là động lực trong quá trình chuyển đổi này. Như vậy thì kết quả của quá trình chuyển đổi trên thực tế sẽ mang lại những cái tiện ích gì cho người dân ạ? Thứ nhất là nó sẽ góp phần làm tăng được cái trải nghiệm của khách hàng và giúp cho các ngân hàng họ phục vụ khách hàng của mình được tốt hơn, tiết kiệm được cái chi phí cho khách hàng rất là nhiều. Thì chúng ta thấy hiện nay đa số các app của ngân hàng và khi khách hàng sử dụng những cái dịch vụ của ngân hàng mà online thì đa số đều là miễn phí dịch vụ. Và cái thứ hai nữa là nó tăng được cái tính hiệu quả trong cái hoạt động của ngân hàng. Cái dòng tiền nó sẽ di chuyển nhanh chóng hơn trong cái hệ thống và di chuyển tốt hơn trong nền kinh tế. Thưa tiến sĩ, qua các kết quả nổi bật trong quá trình chuyển đổi số mà ngành ngân hàng đã đạt được thì kết quả này sẽ đóng góp như thế nào vào công cuộc chuyển đổi số chung của quốc gia? Như chúng ta biết thì ngành ngân hàng là một trong những cái ngành đầu tạo của nền kinh tế, và ngân hàng cũng là được xem như là một cái nơi mà chu chuyển vốn, góp phần là chu chuyển vốn cho nền kinh tế. Chính vì thế là cái công cuộc mà chuyển đổi số trong ngân hàng nó sẽ góp phần là thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số của tất cả các ngành còn lại trong nền kinh tế, bởi vì nó lan tỏa được cái xu hướng chuyển đổi số. Xin cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của truyền hình Vĩnh Long ạ.